Wow, đây cũng là một cái súng nhưng không biết là súng gì ấy. Có một cái lọ này nhá, có một khẩu súng này nhá, có một cái bắn tia bông hoa nhá. Cái súng này 25k này cũng đắt phết các bạn ạ. À, cái lọ này cái lọ sạc phòng hay sao ấy. Cho đây bông hoa đây. À đúng rồi, cho ở đây. Bắn kêu kêu này. Đấy, kêu giống tiểu giống con chó đấy. Đầu giống cái đầu con chó này các bạn ơi. Thì ra là cái súng này là súng bắn bong bóng đấy các bạn nhá. Giống ngày xưa mình hay chơi có cái bút bút ống bút ấy, xong mình cắm vào xong mình thổi phù phù lên này. Giống mình hay chơi mình xà sạc phòng nước ở bát vào xong mình cầm cái bút này mình thổi ra bong bóng. Đây mình thử cho các bạn xem nhá. Bọn trẻ con ngày xưa mình hay chơi này lắm này. Cắm vào đây này. Ừ, không được à? Đấy, bây giờ người ta chơi xịn hơn, chơi hẳn súng luôn, súng con chó luôn. Wow, cái là mình phải bắn thật nhanh nhá mới được nhá. Ui, ui, ui. Tèn 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 tèn, nóng thế này thì các bạn làm gì? Chỉ có uống trà thôi. Trà sâm bí đao giảm cân chỉ với 10k, nhưng mà mình chỉ uống thử thôi nhớ. Mình đã gầy rồi, không thể giảm cân được các bạn nhá. Trà này chỉ có dành cho những người nào đang giảm cân, những người nào thừa mỡ, còn mình đang thiếu mỡ. Wow, mời các bạn uống trà thử nhá. Trà này uống vào thanh nhiệt mát gan. Không biết có mát thật hay không thì mình chưa biết được, nhưng uống vào thì mình cảm thấy trong người nó mát hết, mát rồi. Mát từ cổ họng xuống ruột rồi. Tại vì có đá mà thì nó chẳng mát. Bốc phét ít thôi. Có mấy cái hạt gì bên trong, hạt bí đao hay là cái hạt gì mình không rõ ra lắm. Có vị hơi có vị sâm sâm đắng đắng tị đấy. Vị sâm thì này mát lạnh rồi, uống vào đi ỉa luôn đấy, chắc thế đấy. Các bạn ơi, các bạn biết gì đấy không? Đây là đường. Hôm nay mình sẽ chơi lớn luôn. Hôm nay mình sẽ làm kẹo mút nhá, bằng đường luôn. Let's go. Trước tiên là phải bỏ ra đã. Mình lấy cục đường ra. Đây cái này thanh này để làm cái kẹo mút. Em đã làm được một cái kẹo mút rồi các bạn ơi. Giòn tan. Wow, bin bin to khủng lồ các bạn ơi. Bin bin vị da heo quay nhá, hôm nay mình sẽ ăn thử nhá các bạn nhá. Let's go. Các bạn thấy bên trong giống vị da heo không? Quá là giống luôn đây này đấy. Mình sẽ ăn thử. Các bạn thấy nhìn thấy ngon phồng chưa? Cái vị này khó tả lắm, nó cũng giống da heo vậy nhưng rất là ngon các bạn ạ. Giòn tan luôn, vị đậm đà. Giòn sần sật luôn các bạn ạ. Heo teng thì 10.000 một gói. Bin bin vị da heo quay này ăn rất là ngon nha các bạn nhá. Các bạn thử đi. Cái gì anh ơi, ăn theo táo, cơm, khoai, mì. Đi à, không hủy đăng ký. What? Cái gì mà căng thế em? Ok, anh sẽ làm luôn. Đây là táo màu xanh xịn nhá. Đây là cơm mình nấu nhá. Quả làng rồi nhá. Quấy. Ok em, đừng có hủy đăng ký tên nhá. Đố các bạn biết quả này là quả gì nhá. Các bạn nào biết thì comment ở dưới cho mình nhá. Hôm nay mình sẽ ăn thử quả này nhá. Lần đầu tiên mình ăn quả này đấy. Không biết ăn quả này nó có ra cái gì không, thể thống gì không. Mình sẽ bừa ra cho các bạn nhá. Wow, chắc là các bạn biết quả này quả gì rồi chứ. Mình đã bửa ra rồi, là bên trong màu đỏ đỏ hồng hồng này các bạn ơi. Thấy bảo quả này ăn ngon lắm. Ê, đang có hạt. Sao mà nó chua đấy. Wow, chua chảy nước mắt. Mồm mình đang nhiệt nữa, nó sốt quá. Các bạn thấy mình đã chảy nước mắt chưa? Chua quá. Mình sẽ thử ăn một canh xem sao nhá. Ăn một canh thì tạm tạm thôi. Nhưng mà nó vẫn chua. Thôi, mình không ăn nữa. Kết thúc tại đây.